Thì em đã sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Vậy mình bắt đầu luôn nha. Câu hỏi thứ nhất, vị tuyến không độ là gì? Đường chỉ tuyến. Sai, đó là xích đạo. Câu hỏi thứ hai, ngọn gió nào được nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết trong bài thơ Đất Nước? Gió gì em thường hay gặp đó? Em bỏ qua chị. Ok, đó là gió heo mày. Câu hỏi thứ ba, bà con ai có vấn đề về xương khớp thì nên gọi cho ai? Dạ bác sĩ. Chính xác. Chúc mừng em. Câu hỏi thứ tư, cấu tạo của cơ thể con người và bề mặt trái đất có gì giống nhau? Dạ 3/4 đều là nước. Chính xác. Câu hỏi thứ năm, một bài bằng bao nhiêu bit? Bằng 1000 bit. Sai, chỉ bằng 8 bit thôi. Câu hỏi cuối cùng, ai là tác giả của tiểu thuyết Bố Già? Gen Z Kiều. Dạ, Trấn Thành. Sai, đó là Mario Puzo, người Mỹ gốc Ý.